Sau khi nhận được thông tin do nhân dân cung cấp, từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 năm 2024, ban chỉ đạo 24 huyện Hương Sơn phối hợp với đội quy tập hai cốt liệt sĩ, bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 6 hai cốt liệt sĩ ở các xã Sơn Hàm, Sơn Tây và Sơn Giang, trong đó có 3 liệt sĩ có danh tính trong không khí trang nghiêm các đại biểu thành kính dân hoa dân hương và dành phút mặc niệm bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đến công lao sự công hiến của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ngay sau lễ truy điệu các hài cốt liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia nầm huyện hương sơn